Bộ đội Bình Xuyên, tác giả Hồ Sơn Đài, Đỗ Tầm Trương, Hồ Khang. Giọng đọc Hải Yến, số 9. Đầu tháng 6 năm 1946, đoàn quân lần lượt về tới khu vực tập kết. Đại đội 1, chi đội 3, bộ đội Thủ Thiêm và các bộ phận công binh xưởng, đơn vị pháo lớn đóng ở rừng Sác, thị xã Phước An, huyện Long Thành. Các đơn vị khác chia quân trấn giữ các khu vực trên vùng đất hai xã An Thới Đông và Bình Khánh thuộc địa bàn rừng Sác, huyện Nhà Bè. Cách bộ đội Phú Thọ của Bảy Viễn 10 km, bộ chỉ huy đặt tại ngã tư Bưng Bòng, khu vực phía trên của sông Rạch Lá, dòng sông ăn thông với con kinh Tây Đen đổ ra sông Lòng Tàu. Với địa hình lầy thụt, đất đai chua mặn, rừng Sác miền Đông Nam Bộ tự bao đời vốn là miệt đất nghèo, dân cư thưa vắng, diện tích trồng được lúa không đáng kể, mỗi năm được một vụ với năng suất rất thấp nên thiếu đói thường xuyên. Người dân quanh năm phải lặn lội đầu gành cuối bãi, bòn hái sản vật của rừng, của sông nước để trang trải cho cuộc sống hàng ngày. Trong điều kiện đó, giờ lại phải bao chứa hàng vạn cán bộ chiến sĩ, nhân viên các cấp chính quyền, đoàn thể kháng chiến từ các huyện xung quanh đổ về. Vấn đề cung cấp lương thực, thực phẩm và các nhu cầu thiết yếu trở nên khó khăn. Tình hình càng căng thẳng hơn do địch tiến hành phong tỏa, bao vây kinh tế. Lương thực đã vậy, nước ngọt đảm bảo cho cán bộ chiến sĩ cũng là vấn đề nan giải. Từ khu vực đóng quân, bộ đội phải đi một quãng đường khá dài, vượt hai con sông lớn là Lòng Tàu, Đồng Chanh và nhiều tắt rạch khác mới đến được ấp Ông Kèo. Vũng Gấm, Bào Bông là nơi có nước ngọt. Ngoài cách đó, anh em còn tổ chức lấy nước ngọt giữa dòng sông Nhà Bè và sông Xoài Rạp. Muốn vậy, phải phục chờ nước ròng, bơi thuyền ra, nhanh tay múc lấy thứ nước lợ từ sông Đồng Nai đổ xuống. Thời gian đó chỉ diễn ra trong chốc lát, chừng nửa tiếng đồng hồ. Qua một lần chót lọt, việc lấy nước ngọt gặp khó khăn hơn. Địch dò biết và tổ chức phục kích. Nhiều lần chúng bắn chìm ghe thuyền của ta, giết hại nhiều cán bộ chiến sĩ. Nước ngọt cho bộ đội phải đổi bằng mồ hôi và cả máu. Tháng 6 năm 1946, Ban Chỉ huy Liên Chi 23 nhận được chỉ thị của Bộ Tư lệnh Khu 7 yêu cầu tổ chức một lực lượng gồm một tiểu đoàn trang bị vũ khí tốt tham gia Liên quân C tới hoạt động trên địa bàn huyện Đức Hòa, Chợ Lớn và Châu Thành, Tây Ninh, khu vực thuộc quân khu Đông Thành, nơi hiện đặt đại bản doanh Bộ Tư lệnh Khu 7. Nguyên, địch đang triển khai kế hoạch mang mật danh Esai Cao Đài nhằm lôi kéo kích động bọn phản động trong giáo phái Cao Đài gây rối loạn. Tháng 5 năm 1946, lợi dụng tên tuổi Trần Quang Vinh và Phạm Công Tắc bị đày ở Madagascar vừa được thả về, chúng cho Vũ Tam Anh, một nhân viên phòng nhì của Pháp, hiện làm Chủ tịch Liên Hiệp Quốc gia, theo sát Vinh Tắc. Số người đội lốt lãnh tụ giáo phái Cao Đài này giáo diết tiến hành các hoạt động chống phá cách mạng. Họ tổ chức ra Bát Quái Đài, phụ trách quân sự, tiến hành thành lập lực lượng võ trang gồm các đội Hắc Y, Thành Vệ Y, Lưu Động, Lưu Thư. Lực lượng này do Pháp trang bị, huấn luyện dưới sự chỉ huy của một đại tá Pháp. Tất cả nằm trong kế hoạch lật đổ chính quyền cách mạng ở Tây Ninh, tiêu diệt lực lượng võ trang của ta. Sau một thời gian dài kiên nhẫn thực hiện chủ trương mở rộng mặt trận đoàn kết dân tộc, không thu được kết quả đáng kể, nhằm hạn chế khu vực hoạt động của quân đội Cao Đài phản động, tạo điều kiện cho bộ đội tác chiến đánh địch trên các chiến trường. Tháng 2 năm 1947, Bộ Tư lệnh Khu 7 quyết định thành lập một số liên quân đặc nhiệm. 1. Liên quân A,
phụ trách mặt Đông Bắc Tây Ninh giáp với Campuchia, ngăn chặn sự liên hệ móc nối của bọn phản động trong đảo Cao Đài với các sóc ở Công Pông Tràm, Xoài Riêng. 2. Liên quân B chặn mặt Đông Nam Tây Ninh, không cho chúng tràn về Gia Định. Chi đội 15 giữ chặt phía Bắc tỉnh Chợ Lớn. 3. Liên quân C chặn mặt Nam tỉnh Tây Ninh, không cho chúng xuôi dòng Vàm Cỏ Đông tràn xuống Tân An. Nhận rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ, Bộ Chỉ huy Liên Chi 2-3 điều gần phân nửa lực lượng đi chiến đấu trong liên quân C, đồng thời cử 2 chi đội phó có năng lực chỉ huy và kinh nghiệm chiến đấu là Nguyễn Văn Soái, Lê Văn Lung chỉ huy bộ phận này. Một số cán bộ như Lương Văn Ngữ, Nguyễn Văn Ích, Trần Ngọc Hòa, Futagami, hạ sĩ quan Nhật bỏ ngũ gia nhập bộ đội Tân Thuận. Phạm Văn Sướng cũng có mặt trong đội hình liên quân C. Từ trung tâm rừng xác, bộ đội hành quân về khu vực Ô Trũng, rìa Đồng Tháp 10, mặt Tây Bắc cách Sài Gòn 20 km. Sau gần 14 tháng chiến đấu ác liệt, hoàn thành nhiệm vụ, họ mới trở về đơn vị cũ. Trong lúc đó, ở Sài Gòn, Ban lãnh đạo Liên hiệp Công đoàn thành phố bí mật tổ chức quyên góp trong các tầng lớp nhân dân, lấy tiền mua thực phẩm, thuốc men và các vật dụng sinh hoạt thiết yếu khác tiếp tế cho bộ đội còn ở căn cứ rừng xác. Ban lãnh đạo giao cho một cán bộ công đoàn tên là Tiễn lo liệu chuyển tải các đồ tiếp tế từ Sài Gòn vào chiến khu. Trong suốt gần 3 tháng, đoàn ghe lớn nhỏ có mui trọng tải 4 tấn chiếc đã ngụy trang thành các ghe từ đồng bằng sông Cửu Long tới Sài Gòn bỏ hàng, rồi mua thực phẩm và các nhu yếu phẩm, xuôi theo sông Sài Gòn, Nhà Bè, Xoài Rạp, rẽ trái vào dòng Rạch Lá, tiếp tế cho bộ đội. Trong vòng 3 tháng 6, 7, 8, sau khi chót lọt 6 chuyến cho bộ đội Bình Xuyên, việc tiếp tế này bị địch phát hiện, ngăn chặn. Hai ghe chở đầy hàng bị chúng bắn chìm. Một tháng hai kỳ, các đơn vị bộ đội Bình Xuyên nhận được một số lương thực thực phẩm và các vật dụng khác từ Sài Gòn bí mật chuyển tới. Trong số các đơn vị, Đại đội 3 Chi đội 2 Bộ đội Tân Thuận có con số đông nhất trên 300 người được lãnh mỗi kỳ một số hàng như sau. Một thùng mỡ heo, loại thùng thiếc 20 lít, một thùng dầu thắp sáng, một ít thuốc dê, giấy bút và thuốc trị bệnh, kim chỉ, khoảng 100 trái bí rợ, tức bí ngô, và một số bí đao, 10 kg khô cá lóc, cá sặc. Trung tuần tháng 6 năm 1946 tại Ba Rồng, Bảy Viễn mời đại diện chỉ huy quân sự các chi đội 2, 3, 4, 7, 9, 21 và 25 về hội nghị tuyên bố lập liên khu Bình Xuyên. Danh xưng của bộ đội Bình Xuyên từ đây bắt đầu bị lợi dụng, và đó là lý do để không ít người hiểu lầm lấy danh từ Bình Xuyên gắn cho một số đơn vị võ trang có thành phần hợp thành từ những tay anh chị giang hồ như bộ đội Bảy Viễn. Tháng 9 năm 1946, Bộ Chỉ huy Liên Chi 2 và 3 hành quân về khu vực Nam xã Phước An, huyện Long Thành, tỉnh Biên Hòa, vùng cực Bắc chiến khu rừng xác, nơi trước đây Dương Văn Dương, Tử Văn Ri đã chọn làm nơi đóng quân, xây dựng thành căn cứ đứng chân lâu dài. Địa điểm đóng quân cách xa các chi đội 9, 21, 25 và tổng hành dinh của Lê Văn Viễn khoảng 20 km đường rừng qua các dòng sông rộng như Lòng Tàu, Đồng Chanh. Bộ Chỉ huy Liên Chi đóng ở Rạch Tràm, phía nam ấp Bầu Bông. Đội hình của chi đội 2 đóng ở xã Phước An, đại đội của Ba Bay 9 Phải và Rạch Cá Nâu, đại đội của 6 Thơ. Chi đội 3 đóng ở khu vực Bầu Bông, đại đội của 7 Mon, Ba Chứ và Tư Huỳnh. Các đơn vị súng lớn trực thuộc Bộ Chỉ huy Liên Chi nằm sâu trong rừng xác Phước An. Một bộ phận binh công xưởng do Lương Văn Chắc làm giám đốc đặt tại Rạch Vàm Tượng. Bộ phận binh công xưởng khác đóng ở đông nam vùng Rạch Xu, sâu trong rừng xác. Trên con kênh thẳng băng,
đoạn chắn ngang nằm giữa ấp Bầu Bông và Vàm Rạch Tràm là nơi đặt bệnh viện, cách khu vực đất liền của ấp Bầu Bông ngót 3 km đường chim bay. Sau khi ổn định nơi ăn trốn ở, toàn bộ lực lượng của bộ đội Bình Xuyên đã tiến hành các mặt công tác, biến khu vực đóng quân ở cực bắc rừng Sác thành căn cứ đứng chân lâu dài. Thực hiện chủ trương đề ra trước đây tại khu vực núi Eo Ông, Hàm Rồng, các đơn vị lại móc nối liên hệ với các cấp ủy chính quyền, đoàn thể kháng chiến và các cơ sở cách mạng hiện còn trụ bám và hoạt động bí mật ở Cần Duộc, Cần Đước thuộc tỉnh Chợ Lớn, vùng đất liền Nhà Bè, Thủ Thiêm, các xã An Khánh, Thạnh Mỹ Lợi, tỉnh Gia Định, Hòa Tân, Hòa Lạc, tỉnh Gò Công, các vùng Phú Nhuận, Tân Định, Thị Nghè, Bà Chiểu, thành phố Sài Gòn. Tùy điều kiện địa phương, các đơn vị bộ đội Bình Xuyên phối hợp với chính quyền đoàn thể đẩy mạnh phong trào kháng chiến, xây dựng cơ sở cách mạng, tiến hành hoạt động võ trang, diệt ác phá tề, các vụ trừng phạt tên Toàn, mật thám ở thị trấn Cần Duộc, tên Ách Thể ở Kiểng Phước, Gò Công, tên chỉ điểm lầu gần nghĩa trang liệt sĩ Nhà Bè, có ảnh hưởng tốt trong nhân dân, làm cho bọn tay sai tề điệp phải dè chừng. Nhiều đơn vị tổ chức lực lượng nhỏ, tiểu đội, tổ, nhóm, bí mật vượt sông Nhà Bè, Xoài Rạp, đột nhập sâu vào vùng địch chiếm đóng, tiến hành các trận phục kích nhỏ, các đoàn xe vận tải của địch, cano tuần tiễu, các đoàn ghe chở lính đi càn quét, nhằm tiêu hao, tiêu diệt sinh lực địch, phá hủy, phá hỏng các phương tiện chiến tranh của chúng. Ở khu vực đất liền Nhà Bè, bộ đội Tân Thuận từ Rạch Tràm vượt sông Nhà Bè rộng 2 km, kỳ tập đồn Phú Mỹ giữa ban ngày, thu nhiều súng đạn rồi nhanh chóng thu quân về căn cứ. Công tác địch vận cũng được chú ý. Bộ đội Tân Thuận vận động 14 binh sĩ người Việt canh gác các kho chứa hàng xuất nhập khẩu trên bến cảng Tân Thuận. 14 người này đã mang theo súng xuống chiến khu rừng Sác, gia nhập bộ đội Bình Xuyên. Tại chiến trường Bà Rịa, từ mùa thu năm 1946, địch tăng cường đẩy mạnh hoạt động càn quét ruồng bố. Thực hiện mệnh lệnh của trên, chi đội 2 lập một đại đội bộ đội lưu động tới phối hợp với chi đội 16 hoạt động trên địa bàn Bà Rịa. Chỉ huy trưởng 3 đại đội 1, 2 và 3 của chi đội 2 luân phiên chỉ huy trưởng đại đội lưu động này. Một ngày tháng 7 năm 1946, đội quân lưu động rời căn cứ hành quân đến khu vực Bà Rịa. Sau khi tập kết trên địa bàn mới, đơn vị lưu động liên tục có mặt ở chiến khu Minh Đạm, Xuyên Mộc, Phước Bửu, Cơ Trạch, Rừng Tre, Bầu Lâm, Châu Pha, Hắc Dịch. Trong các trận chiến đấu, hàng chục cán bộ chiến sĩ chi đội 2 đã vĩnh viễn nằm lại chiến trường Bà Rịa. Bước sang năm 1947, huyện Long Thành, khu vực tiếp giáp phía Bắc, Đông Bắc chiến khu rừng Sác bị địch uy hiếp nặng nề. Nhằm hỗ trợ phối hợp với lực lượng võ trang tỉnh Biên Hòa ở Long Thành, bộ đội lưu động lúc này do Nguyễn Văn Khoắn làm chỉ huy trưởng. Đến cuối năm 1947, đơn vị bộ đội lưu động Long Thành được tăng cường thêm 2 trung đội. Liên chi đội còn tổ chức nhiều phân đội nhỏ, bí mật luồn sâu vào nội ô thị trấn và các xã địch hậu như Long An, Bà Ký, Tuy Long, Nhà Mát, Xóm Chầu, kết hợp với lực lượng tại chỗ, tiến hành các hoạt động chiến tranh du kích. Trong một trận đánh địch, từ thị trấn Phước Lý gần kho đạn thành Tuy Hạ, tới càn quét ấp Xoài Minh và ấp Ông Kèo, bộ đội lưu động Long Thành đã cơ động hình thành các mũi trận đánh, loại khỏi vòng chiến đấu một số tên, buộc chúng phải bỏ dở cuộc hành quân càn quét, bỏ lại những thứ đã cướp của dân. Trong một trận chiến đấu khác ở khu vực Sở Cao Su Helena thuộc công ty cao su SIPH của Tư Bản Pháp, bộ đội Bình Xuyên đã phục kích diệt gọn 2 tiểu đội lính Pháp thu toàn bộ vũ khí, trong đó có một khẩu trung liên Bren. Những hoạt động tác chiến trên đây của bộ đội lưu động Long Thành cùng với hoạt động của các đơn vị bạn
đã góp phần đẩy lùi áp lực quân sự của địch ở Long Thành, góp phần từng bước giành quyền chủ động chiến trường trên khu vực này của tỉnh Biên Hòa. Tại địa bàn ngoại ô phía Nam, Đông Nam thành phố Sài Gòn, ở các vùng địch hậu của tỉnh Gò Công và Chợ Lớn, các vùng đất liền của Nhà Bè, các khu vực thuộc xã An Khánh, Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Thiêm, huyện Thủ Đức, lực lượng còn lại của chi đội 2 và 3 thường xuyên tổ chức đánh địch. Đây là địa bàn quen thuộc của bộ đội Bình Xuyên từ giữa năm 1946. Bộ đội Gò Công, Cần Đước, Cần Duộc, Phú Xuân, Nhơn Đức, Tân Quy, Tân Thuận, Thủ Thiêm mở rộng các hoạt động quân sự, địch ngụy vận, quyên góp tiền bạc trong các tầng lớp nhân dân địa phương, lập thêm các ban sưu tầm vũ khí, khai thác và thu mua máy móc, nguyên hóa liệu để sửa chữa và sản xuất vũ khí. Bộ đội Tân Quy, Tân Thuận, Thủ Thiêm được chính quyền và nhân dân vùng tiếp cận nội ô ủng hộ, tổ chức thành những phân đội nhỏ, bí mật vào thành phố, tập kích vào Port de Salon ở quận 4, đốt cháy cơ sở kinh tế quan trọng này của địch. Chiến sĩ Bình Xuyên còn đột nhập bến cảng của Phố Chít Thương Mại, nằm giữa hải cảng quốc tế Sài Gòn, đoạt chiếm một tàu kéo 2.000 sức ngựa, đưa về rừng xác. Ngay sau đó, địch sử dụng máy bay trinh sát quần lượn trên bầu trời chiến khu rừng xác, hòng phát hiện nơi giấu ém chiếc tàu này, nhưng rừng cây đã che mắt chúng. Nhằm giải quyết khó khăn về lương thực, thực phẩm, bộ đội đã nhiều lần tổ chức các phân đội nhỏ bí mật tiếp cận quân cảng Nhà Bè, đánh chiếm chiếc cầu nổi, khống chế quân địch, tạo điều kiện để hàng chục ghe thuyền của ta áp sát cầu tàu, lấy hàng hóa của địch. Bằng cách này, ta thu được tương đối hàng hóa Mỹ viện trợ cho thực dân Pháp, bao gồm máy móc, văn phòng phẩm và các thứ thực phẩm khô, đường sữa. Các hoạt động này đặt vùng chiếm đóng sâu của địch ở vào thế bị uy hiếp, bị đe dọa tiến công thường xuyên. Chúng phải dàn mỏng lực lượng, bị động đối phó, thực hiện chỉ thị của khu về việc đẩy mạnh kháng chiến, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn năm 1947. Bộ chỉ huy Liên Chi 2 và 3 quyết định sử dụng pháo 24 ly tiến công địch trong huyện lỵ Nhà Bè, thiết thực kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5. Bấy giờ, bộ đội Bình Xuyên có nhiều hỏa lực, cối trọng liên 13 ly 2, 12 ly 7, trong đó có cả pháo hai nòng kép cỡ 24 ly. Đây là khẩu pháo lấy được từ chiếc tàu chiến của Pháp bị Nhật đánh chìm khi đang neo đậu bên bờ đối diện của căn cứ thủy phi cơ thuộc căn cứ hải quân Cát Lái. Người phụ trách sưu tầm binh khí đã cùng bộ đội Thủ Thiêm tổ chức mò lặn, tháo gỡ và cải tiến lại nòng. Người công nhân lành nghề cai hiêm đã tách đôi thành hai khẩu. Đây là khẩu pháo có thể bắn liên thanh, đạn từng gấp, mỗi gấp 20 viên. Từ Phước An, bộ đội vượt đường 30 km chuyển pháo tới tây chiến khu rừng xác, bố trí ở bờ đông sông Nhà Bè, đối mặt với trung tâm huyện lỵ, qua mặt sông rộng gần 2 km. 22 giờ 10 phút, đêm mùng 1 tháng 5 năm 1947, Đại bác ta bất ngờ gầm vang, róc đạn vào các mục tiêu trong huyện lỵ. Trận đánh chớp nhoáng diễn ra trong 10 phút, rồi bộ đội nhanh chóng rút khỏi trận địa, đưa pháo trở về nơi cũ an toàn. Trận đánh gây nên chấn động mạnh. Sau trận tấn công vào huyện lỵ Nhà Bè, các đơn vị bộ đội Bình Xuyên lại cùng với quân và dân miền Đông Nam Bộ chủ động tỏa ra tìm giặc đánh trên khắp chiến trường. Những ngày cuối năm 1947, đơn vị đã góp phần xuất sắc trong đợt hoạt động phối hợp với chiến dịch Việt Bắc ở chiến trường phía Nam, Đông Nam, thành phố Sài Gòn. Có thể nói, từ sau cuộc hành quân xa về miền Tây đến cuối năm 1947 là quãng thời gian bộ đội Bình Xuyên củng cố lại lực lượng, xây dựng đơn vị thành tổ chức võ trang tương đối mạnh về chất lượng và hoàn chỉnh về biên chế tổ chức.
xác định một lối chọn trụ bám và tác chiến trên chiến trường tại chỗ, chiến trường miền Đông. Và cũng trong thời gian này, ở chiến trường này, trong bộ đội Bình Xuyên và những đơn vị có thành phần hợp thành là những anh chị giang hồ, bắt đầu xuất hiện sự phân hóa và cùng với nó là sự sàng lọc khắc nghiệt của lịch sử. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.